Sếp yêu cầu in file Excel có cả trăm hàng như thế này. Nhiều người cứ thế mà in, chẳng cần qua căn chỉnh. Và đây là kết quả mà sếp nhận được. Sếp nhìn mà chỉ muốn đuổi việc bạn luôn á. Nào là không có hàng tiêu đề, nào là không có căn lề, nào là có một trang chỉ có mỗi một cột như thế này nữa. Sếp nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Để chứng tỏ mình là một nhân viên chuyên nghiệp, từ giờ trước khi in một file Excel, các bạn hãy làm như sau. Đầu tiên, để cố định hàng tiêu đề, các bạn vào Page Layout, chọn Print Titles. Trong mục Row to Repeat at Top, các bạn hãy chọn hàng tiêu đề các bạn muốn cần cố định, đó chính là hàng 4. Sau đó bấm OK. Tiếp theo, các bạn bấm Ctrl P để mở hộp thoại in. Tại đây, các bạn cần điều chỉnh những thông số sau. Phần Portrait Orientation, các bạn hãy chuyển thành hướng trang ngang, thành Landscape Orientation. Phần Custom Margins, chọn Custom Margins. Ở đây, mọi người tích cho mình hai ô, Horizontally và Vertically. OK. Cuối cùng, trong phần No Scaling, mọi người chọn Fit All Columns on One Page. Đó, và bây giờ thì in thôi. Và đây mới là thứ các bạn nên gửi cho sếp. Đấy, để cho sếp tuyệt vời, các bạn được tăng lương ngay chứ. Click vào đây để trở nên chuyên nghiệp hơn trong văn phòng làm việc.